Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình Famila Lọc Su Taki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới để trở thành một siêu anh hùng trong thế giới Minecraft và đánh bại những cái con quái vật hùng mạnh trong thế giới này nhá. Và lần này á thì mình đã xuất hiện ở một nơi khá là yên bình luôn. Phía bên này thì ui, có mấy bạn gái nữa kìa. Và hình như phía sau lưng mình còn có cả một cái ngôi làng thì phải á. Cũng khá là to đó nha. Để bây giờ mình sẽ tiến lại gần bên ngôi làng coi coi có cái gì mình có thể lấy được không cái đã. Để mình bà cua qua đây một cái nè. Và đằng này còn có một cái kiểu như là một cái pho tượng của... Cái này là ninja rùa hả ta? Không biết có phải của ninja rùa không nữa, để mình tìm đường xuống dưới. Và phía dưới này thì có một cái rương khởi đầu, cho mình một cái rìu gỗ khá là tốt nè. Mình sẽ lấy hết những thứ bên trong cái rương này, kể cả những cái đuốc ở xung quanh. Và áp sát lại ngôi làng thôi nào. Hy vọng là có thể đột nhập vào bên trong được á. Đây mình có một cây cúp nè, để mình tìm đường mình đào sâu vào bên trong luôn. Còn mấy cô bạn gái này á, giờ mình chưa có hoa nên chưa có tán tỉnh được các bạn ơi. Khi nào mình có hoa á thì mình sẽ cưa tạm một bạn gái để có thể đi cùng mình và bảo vệ mình nhá. Mấy bạn gái trong này có thể nói là rất là mạnh luôn. Cầm kiếm một phát nè là cần hết mấy con zombie đó. Và trong ngôi làng thì mình thấy có cây ruộng nè, có lúa chín luôn. Lúa chín ý, không có mấy anh hiệp sĩ nè bảo vệ ngôi làng với mấy bạn gái luôn á. Lúa chín á thì mình có thể chế tạo thành mấy cái bánh mì và ăn trong giai đoạn đầu cũng rất là tốt. Sẵn tiện đó mình sẽ khai thác thêm những cái khoai tây nè. Khoai tây này nung ăn sẽ rất là tiện cho các bạn, hồi rất là nhiều cái thanh thức ăn luôn. Và mình sẽ khai thác nốt số này. Phía bên này thì có bướm này. Ui mà công nhận cái làng này nhiều mấy bạn gái ghê luôn á, cả đống luôn. Chắc ít bữa mình phải tìm thiệt là nhiều hoa qua đây ha, tán một bạn quá để dẫn đi khám phá cùng á. Chứ đi một mình thì cô đơn lắm. Và đây là một bác dân làng trao đổi đồ thủ công thôi. Đằng này thì có một ít cái cà rốt mình sẽ khai thác thêm nhá. Đây lúa chín đó nè, lượm luôn đi. Và bác thủ thư này, ba lô bác dân làng nè. Được quá chứ, nhưng mà mình cần phải có 10 emerald với một cái ba lô thường mới được ba lô bác dân làng cơ. Kiểu như mình đưa bác dân làng ấy làm hộ giùm á. Rồi và phía trên này hình như là với nhà bác rõ ràng đúng không nhờ. Để mình qua đây mình kiểm tra thử coi, nhìn cái nhà lạ ghê á. Ui không, nhà của bác bán sách thì phải. Ủa đây có mấy cái cuốn sách nè. Mình sẽ lượm hết đi. Từ từ mình sẽ đọc sau. Sách này lượm luôn nè, để từ từ về nghiên cứu các bạn ơi. Dù sao mình cũng cần phải nghiên cứu sách để tìm thêm thông tin mà. Trên này là nhà của bác thủ thư, mình sẽ vô trong đó để lấy mấy cái kệ sách thôi. Đây vô trong đóng cửa lại giùm nè. Lấy kệ sách để sắp tới mình enchant mấy cái vũ khí cũng như là dụng cụ và áo giáp lên á, thì mới có thể dễ dàng sống sót trong cái thế giới đầy nguy hiểm này mới được. Vì trong này có rất là nhiều con quái vật mạnh mà giai đoạn đầu có thể cắn. Ý da, à, con kiến. Con kiến này, nói các bạn thấy chưa. Con kiến mà nó cũng cắn mình mất cả đống máu luôn á. Ui cái này làm gì có mấy cái lướt bát nè. Có chân kiến nữa. Ui có bướm nè. Rồi mình sẽ vô đây để có đá cuội, không biết mình có nên lấy đá ở đây không ta. Ây da, ui kiến cắn hoài vậy. Ây da da. Bình tĩnh nào mấy con kiến kia. Ui kiến canh cái cắn mình hoài luôn á. Ở đây mình có một cây cúp bằng gỗ á, chắc mình sẽ tìm chỗ nào có đá. Ui nhưng mà ở dưới có mấy cái tên cướp rồi. Xuống dưới cướp quýnh mình chết ấy. Để mình tìm chỗ nào có đá mình khai thác đá các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ trở lại ngôi làng để kiếm thêm đồ nhá. Ui dưới này có heo nữa nè, chắc mình phải săn thêm thịt heo quá. Ồ được á nha. Rồi giờ thì mình sẽ xuống đây để vừa khai thác đá nào cũng như là vừa lấy thêm thịt heo nhá. Cái ui con gì kêu đây. Ui cái con kia nó bay hết nộp mà tưởng. Ê, nhưng mà sao con heo trong đây nhiều máu nha, cả đống máu luôn ấy. Mình cầm cái rìu bổ cả một lúc thì mới chết được cái con heo này. Ồ nhiều máu thực sự luôn, 70 mấy máu này. Để tranh thủ mình khai thác được mấy miếng thịt heo đây. Được 9 miếng luôn nha, hồi bị tốt á. Rồi bây giờ thì tìm một cái hang để chúng ta bắt đầu cái công việc nâng cấp dụng cụ lên thôi nào. Gần vùng đầm lầy cũng khá là tiện, vì ban đêm á mình sẽ có thể gặp được những cái con slam và lấy slam về để sử dụng vào việc chế tạo á. Nhưng mà nhìn sơ qua chỗ này hình như không có hang thì phải. Ồ cái này hình như nó gần biển hay sao nè.
Chắc sắp tới mình phải tìm một nơi nào đó tốt hơn để sinh tồn quá. Chứ nơi này không phù hợp để xây nhà cho lắm nha. Hoặc là mình ở tạm nhà mấy bác dân làng một thời gian đi. Rồi sau này nếu tìm một khu vực thích hợp hơn á, thì mình sẽ bắt đầu di cư nhá. Chứ bây giờ sống ở ngoài khơi khơi á, mà không được sự bảo vệ thì chắc mình có nước chết quá. Vì mấy con quái trong này á, nó rất là mạnh luôn nha. Chứ nó không có yếu đuối giống như bình thường đâu. Rồi và hiện tại thì mình có được một vài cục đá rồi, với lại có gỗ trong cái rương khởi đầu nên mình sẽ bắt đầu công việc chế tạo luôn thôi. Đầu tiên là một cái bàn crafting nè, đặt xuống phía dưới này. Sau đó mình sẽ sử dụng que để làm trước một cái cây cúp bằng đá để có thể khai thác những cái loại khoáng sản nhá. Chắc mình phải sẽ đặt khoảng mười mấy hai chục cục đá cuội đi, vì đá cuội mình cần phải làm thêm lò nung nữa nên cần kha khá nha. Rồi được bao nhiêu đây? Được hình như là 16 rồi, là một cái lò nung trước nè. Kế tiếp là một thanh kiếm để bảo vệ bản thân. Còn gỗ thì mình sẽ đổi ra thêm que nè, và làm thêm một cây rìu nữa. Tại vì mình không thích rìu gỗ đâu, rìu gỗ chặt nó chậm rì ha. Rồi như đây dụng cụ là mình nghĩ cũng khá là ok rồi đó. Còn mấy dụng cụ gỗ này thì mình sẽ để dành việc nung nướng nha. Như vậy thì nó sẽ tiết kiệm được một khoản nhiên liệu của mình trong giai đoạn đầu luôn. Và khai thác thêm một số đá nữa đi. Đây như đây thôi. Và đi tiếp nhá, để mình tìm một cái khu vực nào đó thiệt là thuận lợi rồi sau đó mình sẽ bắt đầu định cư luôn nhá. Đây có heo nè, mình sẽ lấy thêm thịt heo để ăn trong thời gian đầu. Rồi ý mà mình khai thác heo nó còn rơi ra mấy cái ba canh nữa nè, và ba canh này có thể nung lên và ăn tiếp luôn. Ôi vậy là heo trong đây có hai nguồn thức ăn lận á, một phần là từ thịt, một phần là từ ba canh nhá. Hơi bị xịn luôn. Và ý mà quên mất, hồi nãy mình quên khám phá cái pho tượng nha. Nhiều khi trong pho tượng nó lại có đồ á. Ý ui đằng này có nhà bà bồ thủy nè, và có con cái nhà bò táo hả. À đúng rồi, con bò táo vừa rơi ra thịt bò và vừa rơi ra táo, kể cả da thuột luôn. Ui con bò này xịn nè, gây ra cả đống thức ăn cho mình luôn á. Hay là mình sẽ thịt một vài con đi rồi chừa để sắp tới có gì mình còn nhân giống lên nhá. Đây mình sẽ chừa hai con đằng kia thôi, con này mình sẽ thịt luôn. Rồi, vậy là mình có thêm nguồn thức ăn mới rồi. À, phía xa xa mình thấy còn một cái pho tượng nữa kìa. Để mình qua bên đấy và kiểm tra luôn nhá. Ui, nó có sắt. Nó có sắt trên cái bàn tay kìa. Được thì xử luôn. Mới vừa mà có sắt rồi. Nhưng mà phía này không biết có bà phù thủy trong nhà không nha. Ui, hình như bà không có nhà. Ừ, không có nhà thiệt. Ơ, nhưng mà bà phù thủy này lười quá à. Không chịu chế tạo thuốc men gì luôn ấy. Ờ, mình nhớ là mấy bà bồ thủy siêng chế tạo thuốc lắm mà bà này bà không chịu chế tạo thuốc gì trơn luôn. Ồ, chắc mình phải đi tìm bà để xử lý bà quá. Hướng này coi, hình như không có bà rồi. Thôi, bỏ qua đi, một hồi bà về bà chọn thuốc mình có nước ngất xỉu luôn á. Rồi và bây giờ thì mình sẽ áp sát lại đây coi coi nó có len không. Tại vì mình cần len để làm một cái giường và ngủ qua cái đêm đầu tiên ấy. Ui, con này con gì mà đẹp vậy? Ui Hieroglyph. Ôi cái con này nhìn đẹp cực các bạn ơi, nhìn có một cái nét gì đó giống con rồng ấy. Wow, ý ở trên trên đó nó có mấy cái gì ta, cái khối len kìa. Được đó nha, và chắc mình có nên dùng cái này làm cái nơi ở đầu tiên không nhờ. Mình nghĩ cũng ok á chứ, nhưng mà mình cần phải lấy thêm mấy cái này nè, cái lá súng á, để mình làm một cái giống như là những cái nơi để mình parkour qua bên kia thôi. Một phần là để bảo vệ mình, một phần là để tập luyện thêm cái kỹ năng parkour á. Đây parkour giống như vậy, một cái đây và thêm một cái này nữa. Nó thiếu rồi, mình nghĩ nên đặt thêm đây một cái lá súng nữa là đẹp nè. Để một xíu mình tìm thêm lá súng mình nhét vô sau. Giờ thì mình sẽ đặt tạm mấy cái đá ở ngay vị trí này. Đó, vậy là có nơi để sống luôn rồi nè. Phía bên trong này nó có đồ luôn nha. Ui, một cái cây súng di chuyển. À, ba lô nữa chứ. Ui, mình nhiều đồ quá. Để mình cất tạm vào trong cái rương này trước đi. Ui, nhưng mà sao đồ trong này nó rơi ra ngoài hết trơn nhờ. Được cả đống ba lô luôn nè. Thích đó nha, mình sẽ lấy ra những cái dụng cụ cần thiết của mình nè. Đồ thì mình đặt tạm trong đây cũng được. Ba lô để mình để xuống coi. Ui cái này chứa đồ được, để mình trang bị vô trong. Và cái này là ba lô dơi á, nên sẽ cho mình cái hiệu ứng nhìn trong bóng đêm nè, rất là tiện lợi luôn. Và mình sẽ lấy thêm thức ăn ra ngoài, đặt cái lò nung xuống phía dưới giống như vậy, và cho vào cái nhiên liệu để đốt lên thôi. Mình chưa có than á, nên chắc mình phải có nên làm một cái than gỗ nha. Nghĩ dùng than gỗ nó sẽ tiết kiệm cái lượng gỗ mình đang có hơn á. Em sẽ đổi ra ván gỗ để đốt ra trước nha, và nung lên giống như vậy nè.
Mình sẽ chờ ra khoảng ba cái khối gỗ để mình chế tạo thêm, còn cái này mình sẽ làm ra than nhá. Đây còn vừa đủ 8 cái đá cuội luôn. Để mình làm thêm một cái lò nữa, nấu cho nó nhanh hẳn. Đây làm thêm một cái lò giống như vậy nè. Rồi đặt cạnh cái lò cũ và cho thịt vào nấu thôi. Đó, có than thì một cục than này nó nấu cũng tương tự so với cái than đá bình thường thôi à. Phía trên này cũng có thêm những cái món đồ nè. Đồ trên này nó văng tứ lung tung hết trơn ấy. Đây chỗ vào ít. Ê, cái này là Thunder Step nè. Vậy chị hồi sấm sét. Được ghi sự á nha. Và phía bên này thì hết rồi. Rồi lên trên tiếp coi. Hy vọng phía trên bên trên có kim cương cho mình thì hay biết mấy luôn á. Nó có mấy cái tinh thể gì nè. Mà thôi đi, mình sẽ không lấy đâu. Và lên trên tiếp thôi nào. Ui, tính ra cái này là một cái nơi để mình sẽ... Ui, đừng đi qua vậy. Ai yêu. Con creeper khốn kiếp. Trời ơi, creeper gì mà chơi kỳ cục ha. Ui, các bạn có thấy creeper này không? Chơi không nổ mà chơi chọi TNT như vậy đó. Ai mà đỡ cho nổi. Bó tay thiệt luôn á. Bây giờ mình... À đây này, hình quá. Đây có điểm này để mình dịch chuyển lại coi có được không. Ui, nó còn ở trên đây. Tiêu diệt nó lẹ. Ý, đừng đừng đừng. Bó tay luôn. Cái bơm của nó mạnh hơn bình thường rất là nhiều các bạn ơi. Trời ơi, gặp con Reaper đánh bơm cảm tử rồi. Rồi luôn cái nhà của tôi. Ui, dưới cùng con gì nữa vậy? Quái vật biển kìa. Rồi luôn. Chưa gì hết thì thấy ăn hành từ mấy con Reaper rồi đó. Ồ, hình như mình mất hết mớ đồ rồi. Đồ còn rớt ở dưới nữa nè. Ui, cả có cả đống len luôn các bạn ơi. May mà hồi nãy mình cất ở phía dưới tầng thấp nhất á, một mớ đồ đó. Nếu không thôi nãy chắc mình mắc cũng khá khá đồ á. Rồi bây giờ mình coi coi mình có thể lấy được những thứ gì lại không nào. Đầu tiên là lấy thức ăn ra trước đây để xíu mình ăn dần bụng. Ui. Ui ui ui. Ui, giật hết cả mình á. Nó bò lên tới đây nó tìm mình luôn chứ. Trời ơi. Nguy hiểm thiệt, nó cắn mình cái gần chết này các bạn ơi. Nguy hiểm quá hả? Ui. Nó đánh xuyên cái bức tường luôn kìa. Khó đỡ ghê luôn á. Chắc mình phải làm một cái giường thôi, nếu không thôi mình không có sống nổi ở đâu. Đây mình sẽ gom gom mấy cái len mà mình có được trong này nè. Có cả đống luôn, mình sẽ lấy ra ba và một ít cái ván gỗ làm liền cái giường và ngủ ngay đây nhá. Nhưng mà trước khi ngủ mình cần phải tiêu diệt con kia, chẳng thôi mình không có ngủ được. Ý, được ngủ luôn nè. Wow, vậy thì hay biết mấy. Ngủ xong thì điểm spawn mình sẽ ngay đây nên mình không sợ nữa đâu. Ra quýnh sắp lá cài còn với vật biển luôn. Đâu rồi, bước ra đây. Bước ra đây. Chạy rồi à. Ừ, nó chạy thiệt rồi các bạn ơi. Hên quá. Nó còn đây chứ nó quýnh mình chết quá. Rồi và chắc bây giờ mình phải bắt đầu khai thác đá lại rồi. Mình hết trơn đá luôn rồi ấy. Tự dưng bị con kia quýnh xui thì có chứ. Ngày đầu tiên có vẻ không được may mắn rồi, bị ngay con Reaper TNT nó cho vài quả vô mặt chích queo luôn. Coi coi mình còn mang theo được gì không. Chắc phải nung thêm thịt heo quá để xíu về còn có cái ăn. Và bây giờ thì mình sẽ đi tìm một cái hang để có thể bắt đầu khai thác nhá. Ui trời. Bà cừu mình cũng bà cừu không xong nữa. Úi, ở dưới này nó có mấy cái block gì nè các bạn ơi. Cái này là Awa Stone. Mình không thể khai thác được. Ui, cái đó hình như dùng để chế tạo áo giáp anh hùng luôn hay sao ấy. Ui, đây còn có mấy cái gì nè. Ui. Ủa, cái này là của con rồng nước mà. Ồ, có cái Water Raven Shark này các bạn ơi, dùng để chọi hay sao ấy. Đúng không ta? Ừ đúng rồi, chọi được con cái mất tiêu luôn à. Và bây giờ mình sẽ tìm một nơi nào đó gần gần để khai thác nhá. Cũng phải cẩn thận á, nhìn xung quanh kỹ không thôi để chết mấy lần giống vừa nãy thì toang. Rồi và đi về hướng bên đây đi, mình nghĩ đi về hướng bên đây sẽ may mắn hơn nè. Ui, ui. Né né kiến gà nó cắn á. Mấy bạn nữ này sao ưa thích xuống hồ tắm quá. Chắc tại bây giờ đang nóng nực hay sao cứ hở cái đó 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 đó. Chuẩn bị nhảy xuống hồ tắm như giống như hai bạn nữ này nè. Và đi tìm một cái hang coi. Ui.
Ui, trong này làm gì có rương đó nè. Được đó nha, vô coi coi trong cái rương này sẽ có một viên kim cương, một bé bếp mèo. Được khi sự những cái hạt sắt nè, hạt lưu ly cũng như là hạt obsidian. Quá được luôn á chứ. Tự nhiên được một viên kim cương miễn phí luôn nè. Phía bên kia hình như không có hang luôn. Có vẻ trong này nó hiếm để tìm cái hang nhờ. Mình á, thì mình thích ở đồng bằng hơn. Tại vì ở đồng bằng á, muốn tìm một cái hang nó sẽ không có quá khó giống như ở những cái khu rừng như vậy đâu. Ở trong rừng như vậy thì kiếm hang nó cũng rất là khó các bạn ơi. Mình sẽ lấy thêm ít thịt heo nữa. Quýnh con nghèo muốn gãy kiếm luôn á mà chưa chịu chết nữa. Ý phía đằng này nó có một cái pho tượng với lại có cả mía nữa kìa. Mình cũng cần mía để phục vụ vào việc chế tạo một vài thứ. Và nhất là cái bàn enchant á. Rồi lượm thêm mía về để trồng gần nhà thôi. Đằng này tiếp tục. Hình như mình đang ở trên cái đảo thì phải nhờ. Đúng không ta? Đó nhìn trên cái này giống như là một cái hòn đảo nhỏ vậy á. Nhưng mà nó cũng khá là gần bờ thôi. Để mình đi thêm một đoạn thôi coi coi. Ý, lại gặp thêm một cái rương trong cây nè. Nó ưa vậy. Hai viên kim cương rồi, một bé gáp nữa, hạt kim cương, hạt emerald và dưa hấu. Vị cứu mèo. Trời, tính ra mình đi lụm trong mấy cái cây này còn dễ tìm kim cương hơn các bạn ơi. Đỡ phải đi xuống dưới hang để đào luôn á. Rồi vào đây có cái hang đầu tiên rồi nè. Để bây giờ mình sẽ sắp xếp lại vị trí mấy món này. Ui, đằng kia có cái gì kìa, nhưng mà mình cần phải khai thác ít đá cuội trước cái đã. Và cũng như trước khi đi xuống sâu hơn á thì mình sẽ đi lên trên để mình có thể khai thác thêm gỗ nha. Chứ ít gỗ như vậy thì xuống dưới một hồi khó khăn lắm. Đây, ở đây nó có khá là nhiều cây nè. Để mình chặt tạm một cái cây gỗ bạch dương luôn đi. Một cây không biết có đủ không ta. Mà chắc cũng không cần nhiều đâu, tại vì bây giờ mình có hiệu ứng nhìn trong bóng đêm từ cái ba lô dơi rồi á, nên chỉ cần một mớ gỗ như vậy là đủ rồi. Và cũng như mình sẽ làm thêm một cái bàn chế tạo nè, nâng cấp cây cúp lên cái đã. Cúp gỗ thì làm sao mà đào được những cái quặng sắt đúng không? Đây một cái cúp đá giống như vậy. Rồi giờ thì thoải mái mà đào những cái quặng sắt luôn. Và khi có sắt thì mình sẽ nung ở dưới hang để có thể nâng cấp lên cái cúp sắt và khai thác những cái loại khoáng sản xịn hơn nhá. Ui, cái này có sắt đen nè. Ui, tốt rồi nha, sắt đen sẽ rất là cần thiết trong thời gian sắp tới của mình. Nên bây giờ gặp á, thì chúng ta nên khai thác luôn. À, đây có than rồi. Đỡ phải dùng gỗ để nung nướng á. Dùng gỗ nung nướng nó rất là tiếc luôn các bạn ơi. Nên có than thì giai đoạn đầu chúng ta nên lấy về để sử dụng vào việc nung nướng nha. Và đúng như mình đoán rồi, mình đang sống trong một cái hòn đảo á. Xung quanh toàn là nước không à. Để mình có được một vài thứ ổn định đi, rồi sau đó sẽ lên đường và đi tìm một cái khu đồng bằng để có thể dễ dàng sống sót hơn nhá. Ở phía này có rất là nhiều mấy cái sắt đen nè, để mình tranh thủ mình khai thác nốt luôn. Ui, ui. Ây da, chết rồi, bị con creeper tấn công. Đừng 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 đừng. Đừng. Thôi thôi thôi. Ui mày quá mày quá. Ui trời ơi, dưới này làm gì có con Reaper. Bắn ra laser luôn. Ui nó bắn mình một phát. Gần chết luôn rồi. Biết nó đi chưa ta? Ui nó có con zomba. Ê! Ui may may mà mình phản xạ nhanh. Mình vừa phản xạ nhanh mà vừa bị giật mình á, mình quýnh nó chết queo luôn. Trời ơi, con zombie mà nó 100 mấy máu nè. Nhiều máu dữ vậy. Cái này là cái quặng hồi sinh con ếch á. Rồi giờ thì khai thác cái số này thôi. Ui đi mai cái gì sợ lắm luôn á. Tự nhiên đâu ra con Reaper cái bên à, giật hết cả mình. Rồi ở đây còn có sắt đen nè, khai thác nó luôn đi. Vừa khai thác vừa quan sát các bạn ơi. Chứ để nó hù vậy có ngày đứng tìm chết queo á. Rồi, ở đây còn một ít cái quặng sắt nữa nè, để mình khai thác nó luôn nhá. Ý nhưng mà hình như cái này nó không có sắt thường à. Toàn sắt đen không vậy, mình cần sắt thường để nâng cấp lên cấp sắt cơ. Chứ sắt đen đó dùng để chế tạo sắt thôi, chứ không có làm cái dụng cụ được á. Có than quá trời nè, để mình khai thác khoảng 25 cục đi. Mình nghĩ 25 cục là đủ dùng trong một khoảng thời gian dài rồi. Đây, 23 và 24, cũng như là 25. Rồi, đi tiếp để tìm cái quặng sắt thôi. Cái này thì hồi sinh ra tên cướp. Cái này là hồi sinh ra con gì mình cũng chưa rõ nữa.
Ui, và cái hang nó nhỏ xíu hả? Ê, cái này đi lượm đi. Mấy cái hoa đỏ này mình dùng để chế tạo mấy cái bột nhựa cũng rất là tốt á. Ừ ha. Cái pho tượng nó có mấy cái sao gì ta? Mấy cái khối sắt mà. Ừ hết ta. Sao mình lại tốn công đi xuống xuống đây để đào nhờ? Mình quên mất tiêu á. Cái pho tượng nó có mấy cái khối sắt mà. Để mình dịch chuyển lại cái pho tượng coi. Dịch chuyển lại một cái nè. Nè. Trời ơi, sắt ngay trước cửa luôn mà mình mình không có để ý, quên mất tiêu à. Rồi, khai thác liền nào. Ở đây thì mình có được hai gói sắt nên mình sẽ đổi ra được 18 đúng không? Mình sẽ dành ra ba cái phôi sắt để làm một cây cúp nè, ba phôi sắt để làm một cái xô và một cái kiếm sắt luôn đi cho nó xịn sò hẳn. Và mình sẽ khai thác thêm một mớ nữa để có thể nâng cấp lên áo giáp sắt nhá. Chứ bây giờ không có giáp sắt á, nhiều khi nó quýnh mình hai cái là ha, ngậm mất tiêu rồi còn đâu mà ha chiến đấu nữa. Nên mình sẽ khai thác nốt số sắt này. Sẵn tiện mở rộng cái cửa luôn đi, cho nó cửa nhìn cho nó thoáng đãng một xíu, dễ dàng ra vào hơn. Đây, khai thác cái quặng này và ủa cái khối này. Rồi, và đổi ra hết mấy cái phôi sắt thôi. Ui, mình nhiều sắt chưa kìa. Mới vô có cả đống sắt luôn. Cắt bớt những thứ không cần thiết vào bên trong lại và làm giáp sắt thôi. Đầu tiên là áo, kế đến là quần, rồi tới nón, và cuối cùng là một cái đồ ủng. Đây, một cái đồ ủng giống như vậy. Nó như vậy thì mình đã có full rồi và mặc vào thôi nào. Vậy được mới giáp là tự tin hơn hẳn liền. Mình đang chặt chỏ hả ta? Để mình lấy cái rương đặt xuống phía dưới đi. Đặt xuống giống như vậy thành rương đôi nè. Sắp xếp lại một cái cho nó gọn gàng hơn. Sắp đây, sắp như vậy đi, nhìn cho nó gọn gàng xíu. Và sắt đen thì chắc bây giờ mình sẽ cho than vào và nung ra nhá, để sắp tới mình có thể phục vụ vào việc chế tạo luôn thôi. Và nãy giờ thì mình cũng đã có được giáp sắt nè, rồi cúp sắt cũng như là kiếm sắt rồi á, nên mình sẽ bắt đầu đi khám phá bên trong ngôi làng thôi. Bên trong ngôi làng á còn một vài chỗ mà mình chưa có khám phá hết đâu. Ý, trời ơi, trong này nó có mấy cái xô luôn nè, nãy mình lỡ phí hết ba cái sắt rồi. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu lấy thêm thức ăn và lên đường đi khám phá nhá. Trong này còn thịt heo nè, lấy nốt luôn. Rồi đi vô bên trong ngôi làng thôi nào. Ba cua nè, tập ba cua thôi để sắp tới mình có thể ba cua xịn hơn. Mấy con này có vẻ nó khá là hiền nhờ. Không biết mình có thể thuần phục không ta. Có ăn thịt không? Ôi, mấy con này nó không ăn thịt các bạn ơi. Không biết nó ăn cái gì nữa. Phải chi mình thuần phục để làm thú nuôi được hay á. Con đó nhìn cực kỳ đẹp luôn. Có nét gì đó rất giống mấy bé rồng á. Và bây giờ thì vào bên trong ngôi làng luôn thôi. Tại vì thông thường á, trong ngôi làng thì cứ lâu lâu là nó xuất hiện cả đàn quái vật à, nó sẽ tấn công ngôi làng á, với lại mấy cô bạn gái, nên mình cần phải cẩn thận khi bước vào bên trong. Để không thôi mình gián tiếp làm cho ngôi làng bị tấn công ấy. Với phía trong này còn cái rương nè. Được cái bé bé Nether Portal. Mình có thể dịch chuyển xuống Nether luôn á. Ui xịn vậy. Ui được quá chứ. Ừ, vậy là mình không cần làm một cái cổng địa ngục mà vẫn có thể xuất được địa ngục luôn. Wow, hay nha. Rồi, và đằng kia là mấy bác dân làng như hồi nãy thôi. Ý nhưng mà tính ra hôm nay ngôi làng yên bình nha. Không có quái vật tấn công luôn á. Ồ, vậy thì hay biết mấy. Chứ mình thật ra là không muốn quái vật tấn công ngoài làng đâu. Vậy là ảnh hưởng đến rất là nhiều người trong này luôn. Rồi, và trên này còn sách á, nên mình sẽ khai thác nốt luôn nha. Ồ, nhưng mà mình thắc mắc sao ở dưới hang nó không có sắt nhờ. Giờ mình vẫn thấy thắc mắc đây. Ồ, thường thường xuống hang đáng ra phải có sắt nhiều hơn là sắt đen chứ. Mà lần này toàn thấy sắt đen không mà không thấy sắt đâu hết trơn luôn. Rồi, nhảy xuống đây một cái nè. Lấy một ít cái nước ở đây đi. Để có thể giảm sát thương khi rơi xuống. Quý bà, ở đây có cái hang à? Dưới này có hang luôn. Sẵn đây mình sẽ xuống dưới khám phá luôn các bạn ơi. Cho nó tiện. Cái này là chịu hồi cái con sâu. Thôi thôi, đây. Cuối cùng cũng cầm sắt rồi. Nó phải đào sắt như vậy thì nó mới thích không. Rồi một xíu nếu mà mình có đủ may mắn á, nhiều khi mình lại gặp được cái vàng và kim cương thì sao. Cái này có sắt đen nè, để mình khai thác thêm. Ê, khoan. Creeper baby nè. Nhìn thì dễ thương thì đó, nhưng mà định nổ là mình không quá ưng đâu. Đừng có nổ thì mình còn tha, chứ nó định nổ của mình đó các bạn ơi. Nó phình to ra rồi xít nữa thì nổ hết chết queo mình. Cái này silicon mình không cần, mình sẽ không cần khai thác nhá. Ui, nhưng mà cái hang này nhiều silicon vậy ta. Cái này có sắt nữa nè. Mình khá là thích khai thác sắt á, vì khi mình nung xong thì sẽ lấy sắt ra được và còn có thêm kinh nghiệm nữa, nên mình rất là ưa lấy sắt về luôn.
Và trong này thì nó có sắt nữa. Và khi đào thì cần phải nhìn. Mày không hớt được bao con trai. Ui. Ui, con gà zombie. Trời ơi, giật hết cả mình. Nó di chuyển nhanh lắm các bạn ơi. con zombie cưỡi con gà zombie á. Trời. Lần đầu mình gặp luôn. Trước giờ mình chỉ gặp con zombie cưỡi con gà bình thường thôi, mà đằng này cưỡi nguyên con gà zombie luôn chứ. Hai anh em thấy ơi, cưỡi nhau xong rồi chạy lại đánh mình, giật hết cả mình ha. Rồi, cái hang này nó cũng sạch sắt rồi, nó còn than không à. À, và hình như cái đó đường lên thì phải. Ui, ơi, ở đây còn sắt nè. Khai thác nốt luôn, bây giờ đang ban đêm á, nên quái nó cũng ưa xuất hiện lắm, nên cần phải cẩn thận hơn. Ừ, đây, sắt đen đây. Sắt đen thì có thể nói là hầu hết mấy bộ sáp xuyên thùng của mình á đều cần cái loại khoáng sản này á, nên mỗi chuyến đi mai khi mà gặp sắt đen thì mình sẽ dành một chút ít thời gian ra để khai thác mang về nhá. Và phía này vẫn còn sắt nên mình sẽ khai thác nốt luôn. Mặc dù nhà mình có sắt rồi nhưng mà mình vẫn thích khai thác sắt các bạn ơi. Phía trên này cũng có nữa nè. Rồi, và hiện tại mình mới 3 kinh nghiệm thôi à. Khá là ít nha, để sắp tới mình phải farm thêm mấy con quái mới được á. Vì kinh nghiệm thì sẽ phục vụ vào việc chiến đấu cũng như là một vài công việc khác nữa, nên mình cần phải farm á và để dành từ từ và cố gắng giữ tính mạng càng lâu càng tốt để tránh mất kinh nghiệm á. Vì mỗi lần mình ngẫm đi thì kinh nghiệm nó sẽ rơi ra bên ngoài và nó sẽ bị thất thoát từ từ á. Mình không muốn như vậy đâu. Rồi, ui lần này nhiều sắc vậy ta. Chắc sắp tới mình phải làm cho mình một cái cây cúp xịn hơn, hoặc là những cái cây hammer á, để mình có thể đào kiểu như là nhiều ô trong cùng một lúc hơn, chứ khai thác kiểu vầy thì lâu dữ lắm luôn. Ui, ở đây có lava nè. Hình như nó đang dẫn mình sâu xuống phía dưới thì phải. Ui, có sắt. Đằng kia có cái tinh thể. Ê. Mình tỉnh nào, mình đang ngắm cái quặng kia mà. Định cắn mình hả gì? Rồi, đây là cái gì đấy? Enneron Crystal, tinh thể Enneron. Và cái này có thể dùng để chế tạo gì không? Ui, Transformium Seed. Cái hạt gì đó các bạn ơi. Cái này cũng có vẻ hấp dẫn ấy. Mình chưa biết nó sẽ dùng để làm gì, nhưng mà cái này có vẻ khá là hiếm đây, nên mình sẽ khai thác mang về để dành từ từ nhá. Đây còn khá nè, đụm nốt luôn. Mấy cái tinh thể mà. À, phía sau bên này thì là một cái đường dẫn tới một cái lối khác trong cái hang. Ui, có emerald. À, đây là thủ phạm gây ra cái vụ cháy hồi nãy của mình. Creeper laser hả? Creeper laser chặt một phát đi luôn và rơi ra một cái laser creeper plasma. Grab 3x3 để tạo thành một cái plasma power unit. Ủa, hình như cái này dùng để chế tạo. Ui, ấy. Ui chết rồi, mình đập nhầm cái ổ kiến. Chết rồi, mình đập nhầm cái ổ kiến đó mọi người. Ủa gì? Ai đốt mình vậy? À, con Creeper. Creeper không kiếp. Chết rồi, đập nhầm ổ kiến lửa. Ui suýt nữa thì bị nó cắn chết rồi. Ủa nhưng mà sao trong hang nhiều con Creeper laser vậy? Trời ơi, mấy con này nó đốt đau cực luôn ấy. Cái này là Purple Crystal hả? Lụm luôn. Mấy cái tinh thể màu tím. Ui, càng ngày cái hang này càng sâu nè. Để mình tranh thủ mình khai thác nốt số sắt này. Rồi sau đó xuống dưới thử nha. Mình đang rất là có hứng để đi tìm kim cương luôn. Mong rằng mình có thể gặp được kim cương trong ngày đầu tiên ở dưới hang. Cái này là Palladium hả? Cái đó bây giờ như cái cúp này nó chưa đào được hay sao ấy các bạn ơi. Biết đào được không nữa. Ủa đúng rồi, cúp mình chưa đủ xịn để đào rồi. Sắp tới mình phải cố gắng. Cái gì kìa? Gì vậy ta? Cái gì vậy ta? Kim cương đây các bạn ơi. Ui, mình nói rồi mà, mình đang có niềm tin vào những viên kim cương. Và đây là viên kim cương đầu tiên mình khai thác, kết hợp với hai viên mình tìm ở trên nữa là được bao nhiêu đây? Cái này là được 4 viên với 2 viên trên nữa là được 6 viên rồi. Chưa gì đã có 6 viên. Bên này là những cái lightning stone. Ui, cái này cũng rất là cần thiết nè, nên mình sẽ lượm luôn nhá. Rồi phía này thì có redstone. Nói chung thì mấy cái redstone này cũng tạm cần thiết thôi, chứ không có cần thiết quá. Mình cũng có thể khai thác nó cũng như là một cách để mình kiếm thêm kinh nghiệm. Rồi khai thác nó số này. Và đây là gì nào? Chưa để qua coi. Cái này là Sprite Orc hả? Ui, nó rơi ra cái
Sprite Jam nè, và dùng để chế tạo ra Sprite Edge. Cái cứ thác một mớ đi, biết đâu cái này còn có công dụng khác thì sao? Phía trên kia là Amethyst hả? Không biết cái cúp sắt có đào được Amethyst không ta? Chưa, để mình test thử nhá. Ui, cái đà này chắc đào không được rồi. Ui, được luôn. Amethyst này có thể dùng để chế tạo vũ khí nha, và 15 đam lận á, khá là mạnh luôn. Và ngoài ra hình như còn có cả một bộ giáp từ Amethyst thì phải, đúng không? Để mình kiểm tra thử. Đúng rồi nè, có giáp Amethyst luôn. Tính ra cũng khá là tốt nè. Sẵn tiện mình đang có thể đào được á, và nó cũng có khá là nhiều trong chỗ này, nên mình sẽ khai thác hết luôn nhá. Hy vọng là vừa đủ để mình làm một cái cây kiếm với một bộ giáp đi. Vì mình cần giáp là chính các bạn ơi, mấy con quái vật trong này mạnh dữ lắm. Titanium hả? Ok, cũng khai thác mớ luôn. Cái này là quặng nuclear, quái quặng nó giống như quặng bị nhiễm phóng xạ vậy. Mình đào được không ta? Đào nó bể luôn rồi. Cúp mình còn dởm quá. Ý, có vàng nè. Lại là kim cương. Ui, quá là may mắn các bạn ơi. Ngày đầu tiên mà mình đã có thể gặp được ngôi làng nè, gặp được những pho tượng xịn sò, và còn có thể gặp được kim cương trong chuyến đi mai đầu tiên nữa chứ. Vậy thì tuyệt vời còn gì bằng. Tuy bị ngủm hai lần vì một con creeper hơi nghịch thôi, nhưng mà mình đã được ha. Ây da, trời. Ui, suýt nữa thì toàn rồi. Nhưng mà mình đã được bù đắp bằng những viên kim cương rồi các bạn ơi, khá là may mắn luôn á. Để mình qua đây coi coi, ở đây còn có mấy cái quặng gì nè mình chưa có để ý nữa. Sapphire, ấy da, con nhện. Ui, đừng có lấy số kim cương của ta, mới có mấy viên kim cương thôi đó, giờ mất là khóc luôn á. Mới lượm được có ít viên kim cương rồi nha, đừng có chết yểu nha, không có muốn đâu. Và cái này là Sapphire hình như, cái này mình cũng khá là cần hay sao ấy. Cái này dùng để chế tạo cái máy siêu anh hùng nè. Ui, nên mình cũng sẽ khai thác luôn. Đây còn mớ nữa, lượm luôn nào. Lượm luôn, rồi. Meteorite, hình như cái này là cái thiên thạch thì phải. Ui, cái này là cái tròn nha. Các bạn để ý đi, cái màu á, nó sẽ có một xíu khác biệt thôi. Nó nhìn kỹ thì các bạn sẽ nhận ra á. Nên không nên đào này, đào là nó ra mấy con kiến nó cắn chết á. Và phía bên này thì có uranium. Nhưng mà cái cúp mình chưa đủ cấp độ để đào uranium á, nên mình chỉ khai thác sapphire được thôi. Và phía này tiếp tục là sapphire nè, cũng như là quặng tròn. Có vẻ hết kim cương rồi. Dưới hang có vẻ nhiều mấy cái quặng cái này ta, thiên thạch á. Thiên thạch thường thường ở phía trên mà ta. Cái này ở dưới hang cũng có thiên thạch nữa. Kim cương nữa nè. Ui, đúng là một ngày may mắn của mình các bạn ơi, gặp được quá trời kim cương luôn, được 2 viên. Ui, không tệ. Nhiều hơn 1 viên là mình vui rồi. Và cái này có vàng, lượm luôn nè. Wow, chuyến đi mày thật là may mắn. Ui, nữa. Ui, sao hên quá vậy, hơi bị hên luôn các bạn ơi. Cởi đồ như vậy thì buồn luôn. Tưởng đâu kim cương thiệt, ai về kim cương giả nè. Đào nó ra cả đống mấy con kiến luôn á. Cái này bất cẩn đào một phát mà không để ý, kiến lửa nó ra nó cắn nước, có nước chảy mất dép luôn. Ui, nhưng mà quýnh con này nó ra nhiều kinh nghiệm thiệt các bạn ơi. Ây da, nhưng mà nó cắn cũng rất là đau nha, đừng có giỡn. Ui, coi kìa, cả đống kiến luôn. Ý, còn một con không ăn nè, không biết cái này mình có thể nung ra không ta. Cái này mình không có nung ra để tạo thành viên kim cương thiệt được, nó vẫn là kim cương giả thôi. Buồn ghê luôn á. Và nãy giờ mình đi mai cũng được khá rồi á, nên ấy còn một con cho các người diệt vong luôn, nên chắc bây giờ mình sẽ trở lên trên nữa các bạn ơi, để tránh trường hợp mình chết quang dưới này á thì uổng đời lắm luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ trở lên nhà để có thể cất đồ và ngủ một giấc nhá. Mình đã trở về nhà và cũng như dọn dẹp lại đồ rồi các bạn ơi. Và trong rương này á, là toàn bộ số khoáng sản mà mình đào được sau chuyến đi mai may mắn này. Mình sẽ nung nó hết trong thời gian giữa 2 tập nhá. Và sẵn tiện mình đang có một vài cái loot bag nè, để bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn mở ra nốt luôn. Biết đâu trong những cái loot bag này mình lại mở ra một món đồ thiệt là biết trong giai đoạn đầu thì sao nào. Rồi, và giờ thì là cái epic đi, cấp độ cao nhất. Và búp, được thêm sắt và nón sắt hả? Cũng được á, mình sẽ lấy cái nón sắt này để thay thế cho nón sắt cũ của mình nhá.
Rồi cái này thì không cần, nên sẽ vứt đi. Tới cấp độ upgrade nè và mở ra luôn. Úi, được thêm một cái súng portal nữa nè. Được đó nha, cái súng này thì khá là hay, dùng để tạo ra cánh cổng dịch chuyển á các bạn ơi. Chẳng hạn bắn ở đây một cái đi. Úi, đâu ra cái bánh kem vậy? Bắn vào đó một cái. Đó, các bạn có thấy mình dịch chuyển không? Ui ui ui. Và làm sao để quỷ ta? Mà không biết sao để quỷ. Mà tạm thời cứ để đó đi. Rồi mở tiếp cái loot bag cấp độ common nè. Được ngọc ender, bánh mì, lúa nè. Một cái nhẫn hả? Ok, biết đâu cái nhẫn nó sắp tới mình cần thì sao. Tiếp tục là những cái chiếc nhẫn thôi. Ok, nhiều quá mình sẽ không có lấy đâu. Và thêm một cái nữa. Sao xuống ra nhẫn hoài vậy? Đâu không có lấy rồi mà. Một cái nữa nè. Đùa. Cái lớp bán nó đùa mình rồi. Toàn cho cái mình không muốn lấy thôi. Nói chung mấy cái common thì nó không có rơi ra đồ xịn các bạn ơi. Chủ yếu là rơi ra những cái chiếc nhẫn thôi à. Nhưng mà thôi, dù sao người ta đã có lòng cho mình thì mình cũng đành phải nhận rồi chứ biết sao. Và mình có thêm một cái ngọc ender nè. Nói chung nó cũng khá là hiếm trong giai đoạn đầu đối với mình đó. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có một cái khởi đầu rất là may mắn, khi mình đã nhặt được rất là nhiều những cái thứ tốt và tìm được 13 viên kim cương. Và nơi ở của mình còn rất là nhiều xác nè, mình tha hồ mà khai thác và sử dụng trong thời gian sắp tới luôn. Và hy vọng rằng mình có thể tìm được một cái nơi nào đó để từng lại và có một nơi để định cư lâu dài luôn nhá. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.